Trời ơi, hát hay thế. Chào các bạn. Hôm nay rảnh rảnh đi chợ thị trấn chơi các bạn à. Thì thấy những cái giò lan rất là đẹp. Đấy, quay chia sẻ cùng các bạn. Những cái giò lan này là bao nhiêu tiền một giò này đi chị ơi? Có 70.000 một giò lan này các bạn này. Đấy, cái tên nó là gì chị? Enzo Thường. Vâng, đấy. Đấy, rất tuyệt vời, có 70.000 bạc. 70.000 một nọ giò Enzo đang nở hoa rất là đẹp các bạn. Đấy, có cái loa này là cái gì đấy? Tên nó là gì? Enzo tia chớp. Đấy, hoa rất là đẹp các bạn nhá. Enzo cổ. Enzo cổ đấy hả? Vâng. Cái loại này thì bao nhiêu tiền cái giò này đấy? 220. Các bạn nhìn là rất xanh tốt, rất đẹp và rất là nhiều mầm. Giò rất là to khủng các bạn nhá. 220.000 bạc. Đấy, rất đẹp. Đây các bạn nhìn đây, hoa đây. Đấy, hoa này rất đẹp này. Ok bạn. Đây giò đây. Từ từ chị ơi. Đấy, tí nữa. Đây là này, cái nan vàng vàng này là cái gì đấy? À, Enzo màu khác là cũng là Enzo đây, nhưng mà màu khác, màu rất là đẹp, rất là lạ. Hoa rất là đẹp các bạn nha. Đấy. Cái cây này thì cái giò này thì bao nhiêu tiền đấy? 70.000. Cũng 70.000 một cây giò như thế này các bạn này. Rất đẹp. Dễ rất khỏe về nuôi trồng là vô tư rồi. Cây này là mấy bác 150 cả chậu. Chậu được 20 ngày. Anh. Thấy giò lan thì người ta nói 70.000, chắc nếu mà mua nhiều nhiều thì 50.000 các bạn cũng có thể mua được các bạn ạ. Cái này nha anh, tự rất tuyệt vời. Nếu anh muốn cắt anh chỉ cắt tí dưới chân này thôi, ăn trên thì rất tuyệt vời. Ngồi đây. Đấy. Rất là nhiều cây hoa cảnh các loại. Đấy, nhưng mà nhờ đây thấy một có một cây lộc vừng rất là đẹp, bonsai mini. Đấy. Cũng rất là mềm mại và rất là quái. Ê, cây lộc vừng con thì là bao nhiêu tiền đi chị ơi? Đấy, 200 một cây lộc vừng con này. Đấy, đây mình quay gần để các bạn xem nhé. Bẻ rẽ đây, thân hình đây, về các bạn cắt sửa chỉnh tỉa theo cái cắt tỉa chỉnh sửa theo cái ý của mình. Còn cơ bản cái phần gốc rễ cũng rất là đẹp. Đấy, và đây mình thấy một cái cây sung bonsai mini. À, rất là tuyệt vời. Như cái sung này thì bao nhiêu tiền này chị? 300.000 một cây. Đây các bạn thấy. À, rất là đẹp. À, rất là mềm và rất côn. Đấy. Tất nhiên này bông tay thì nó cũng mới một phần nào, nhưng mà gốc bệ thì rất là quái, rất mềm và rất đẹp các bạn nhìn này. À, gốc bệ này thì cái phần gốc của nó hoành nó phải tầm 30 trên 30 các bạn ạ. À, rất là quái, rất là đẹp, bệ rễ các bạn nhìn đây. À, rất tuyệt vời. Đấy. Đây thân đây. Rất quái, rất đẹp. Rất tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy các cái vết này quấn vặn này đã thành ở các cái hình da voi. Đấy. Muốn chứng tỏ rằng đây là cũng là cái thời gian. Đấy. Với cây như thế này thì báo cáo các bạn là mình nghĩ rằng cũng hàng chục năm rồi các bạn ạ. À. Thân quấn vặn rất là đẹp. Cây này hàng một thân sau này đẹp lắm. Rất tuyệt vời. Thank you.
Đây là tổng thể của cây. Cái cây này về các bạn ép ra quả thì phải nói thực sự nói là rất là giá trị và đẳng cấp. Đấy, nó sẽ ra giá trị lên đến tầm khoảng 5 đến 700 ngàn một cây như thế này. Nếu như là có quả các bạn này. Đấy, rất đẹp, rất giá trị, cây rất là quái, rất đẹp. Đấy, thân bệ rất là tuyệt vời. Đấy. Đấy. À, tiếp theo đây là mình giới thiệu các bạn những cái cây si nhật. Những cây si nhật này thì được ghép bởi gốc cây si củ các bạn ạ. Nhưng bây giờ thì các cái vết ghép đã liền lại và trở thành một cây bonsai, cây để trong chậu trong nhà, bonsai để bàn. Rất là đẹp và mang rất là nhiều ý nghĩa về phong thủy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy củ nó thì thôi rồi, cái xe củ này rất tuyệt vời. Đấy. Đây nữa này, rất đẹp. Bác ơi, cái chậu tía là lá nó tía ba màu thì là đắt hơn, chậu xanh thì rẻ hơn. Đấy. Với những cây si nhật thì bao nhiêu tiền một cây chị ơi? 200 ngàn một cây si nhật như này các bạn này. À, rất tuyệt vời. Bonsai mini để bàn rất là phong thủy và rất đẹp. Đấy là cây thứ quý sao chị? 250 là 400. 400 là đi 460 thì lấy 420. Thứ 6 mà 400. Đây có cây đây. Cây si nhật bonsai mini này. Cái này cũng đang của nhà mang đi chứ. Đấy. Đang cái này đã 400 thôi em ơi, chụp vào lấy công dưới 8 cái này. Chứ không em mua 2 cái một đống này. 400 nghìn hôm nay mua. Nhà vườn bán nhá. Bố đã nói đến nhà vườn bán thì sau lại đến nhá. Quả rất hay. À, cây may mắn này chị. Vâng, cây may mắn. Đấy, cây may mắn đấy. Bao nhiêu tiền cái chậu đẹp này? Cái chậu đẹp đấy là 200. Cây bé bé này chắc là mấy chục? Cây bé là 80. 80, à, đây là 80 ngàn. 180 ngàn. Đấy. Đấy. Rất tuyệt vời các bạn nhé. Này, cây này là bao nhiêu đây? Cây nhỡ nhỡ này. Đấy, bonsai mini để bàn rất tuyệt vời. Cây may mắn, quả rất đẹp. Đấy. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Rất xinh xắn. Để bàn làm cái cây bonsai mini để bàn rất là vừa phong thủy này, vừa đẹp cảnh, vừa nằm trong sạch không khí. Đấy, như cái cây này là có hai cây, hai chậu hai cây nè, rất tuyệt vời, mà chỉ khoảng 180-200 ngàn một cái cây như thế này, cả chậu luôn, rất đẹp. Về các bạn chỉ muốn được chơi thôi. Đấy. Thế thì hôm nay đến thăm chợ thì có một số các cái loại cây. Đấy. Rất đẹp. Đây là những cây chanh. Thì mình chia sẻ với các bạn một số cái hình ảnh về cái cây của chỗ quán nhà chị Tăng Lẽ. Đấy. Chợ huyện Vĩnh Bảo. Chợ huyện Vĩnh Bảo. Chị đọc cho em xin số điện thoại luôn để mọi người được biết luôn nè. 077 640 1909. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, đấy thì là mình sẽ đặt cái số điện thoại của chị ở tiêu đề của video. Còn đây là cái quầy nhà chị ở chỗ chợ thị trấn Vĩnh Bảo các bạn nha. Đấy. Vâng.
Đấy, thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thành công trên mọi lĩnh vực. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin được tạm biệt các bạn.